Dạ, mến thưa cả nhà, cả nhà thân mến của Phương, thì Phương có đôi lời tâm sự với các bạn. Vì chương trình kết nối tình người có một sự thay đổi, vì hiện tại công việc của Phương là nó đòi hỏi thời gian rất là nhiều, Phương cũng đi nhiều nữa nên không có sắp xếp thời gian được như xưa. Thì hồi xưa là cái chương trình kết nối tình người của mình là mình quay hai tập phim, một tập đầu tiên là mình đi khảo sát hoàn cảnh rồi mình mới đi vận động, rồi tập thứ hai là đi trao tiền. Thì hôm nay là Phương rút gọn lại là chỉ là một tập phim thôi, là Phương sẽ vận động tiền trước rồi đến đó khảo sát hoàn cảnh, nếu thật sự ok là Phương trao luôn, trao số tiền luôn, là cũng quay khổ làm sao rồi trao số tiền nhiêu thì cũng đọc tên y gan cái tập trao tiền gì đó, nhưng mà mình sẽ rút gọn lại thành một tập phim, thì mong mọi người thông cảm cho Phương vì công việc Phương quá nhiều, Phương không không có thời gian. Và Phương sẽ không cái kêu gọi ở trên kênh YouTube nữa, mà Phương chỉ kêu gọi trong cái nhóm kết nối tình người, những cái người bạn mà đi với Phương từ trước đến nay, đã hiểu Phương, đã tin Phương trong cái nhóm kết nối tình người của Phương. Thì nếu mà thật sự trong nhóm thì mình kêu gọi trước mà mới mới vận động rồi mới đi cho sao, thì cũng như là lập một cái quỹ vậy đó, mình kêu gọi vô cái quỹ đó, chừng nào đủ 2 triệu trở lên đó thì mình đi trao cho những cái hoàn cảnh khổ. Thì trong cái nhóm đó Phương cũng không cưỡng cầu, ai thật sự tin Phương, hiểu Phương thì ủng hộ. Thì trong nhóm đó thì cũng công khai trong nhóm đó số tiền vận động được nhiêu nhiêu, tới ngày đi cho thì cũng cho đọc tên lên đàng hoàng, nhưng mà thật sự ai không không hiểu Phương, không tin Phương thì Phương cũng không là cưỡng cầu, cũng cũng vui vẻ hoan hỷ bình thường có gì hết. Thì và Phương sẽ không 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 có Phương không có kêu gọi trên YouTube, trên mạng xã hội nữa. Phương chỉ là kêu gọi trong cái nhóm của mình thôi. Rồi được bao nhiêu thì đi cho bà con bao nhiêu. Phương cũng không có đi tìm kiếm như ngày xưa nữa. Thì hữu duyên đi đến, ví dụ Phương đi làm xa đi, hữu duyên đến cái chỗ đó. Ví dụ Phương cái này Phương ví dụ đi Long Xuyên, An Giang là Phương đi làm đi, nhưng mà vô tình là Phương gặp cái hoàn cảnh nó quá xót xa quá khổ, thì Phương hỏi Sơn cái bà con ở đó, nếu thật sự khổ cái Phương nếu có số quỹ trong tay thì Phương trao luôn đó, thì nó sẽ tùy duyên đó. Hoặc là người nào kêu mình đến để cần sự giúp đỡ thì mình đến mình khảo sát rồi mình có nhiêu mình cho nhiêu luôn, chứ không có vận động mà cũng không có đi tìm kiếm hoàn cảnh khổ như ngày xưa. Nói chung là Phương sẽ bóp gọn thời gian lại, theo một phương châm đó là tùy duyên hữu duyên, tại vì Phương còn lo cho cuộc sống của gia đình mình, thì tính chất công việc mới nó đòi hỏi thời gian nhiều hơn ngày xưa. Thì mong mong những ai yêu quý Phương thì hết sức thông cảm cho Phương, mong mọi người thông cảm cho Phương. Phương chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì cũng tâm sự với mọi người luôn, thì Phương làm YouTube là cũng 3 năm nay rồi. Cái mục tiêu đầu tiên, lần đầu tiên là gọi là cái kênh ra cũng giúp mọi người hoàn cảnh khổ gì đó các bạn. Mình vừa đi làm rồi mình cũng nhân ra để mình giúp bà con, để mà mình đồng bào mà thương yêu nhau mà, một nắm khi đói bằng một gói khi no, thì giúp đỡ nhau cho đi là Phương cảm thấy hạnh phúc lắm. Còn làm YouTube 3 năm nay Phương không kiếm được một đồng tiền nào từ YouTube hết, chả kiếm một đồng nào hết. Một đồng tiền mà nuôi sống bản thân Phương và gia đình Phương là do đôi bàn tay của Phương nỗ lực làm công việc. Và công việc của Phương là lắp wifi, thì các bạn ít nhiều cũng biết rồi đó. Lắp wifi, sẵn cho Phương quảng cáo luôn nha, Phương lắp wifi toàn quốc, đi tới đâu thì bà con nào cần lắp wifi thì Phương làm hồ sơ lắp wifi gì công ty ấy. Thì sẽ có nhân viên kỹ thuật lại lắp cho mình. Thì như vậy đó các bạn, mong là các bạn hiểu và thông cảm cho Phương. Nhất là các bạn trong nhóm, thì ai tin Phương thì ở lại nhóm,
Còn ai không tin Phương thì thoát nhóm thì bình thường mình vẫn hoan hỷ, Phương vẫn hoan hỷ vui vẻ chứ không có gì. Còn bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, mình sẽ vận động trước vào cái tài khoản, vận động trước vào cái tài khoản đó, gọi là cái quỹ đó, kết nối tình người. Khi nào được chừng 2 triệu trở lên nữa thì mình hữu duyên gặp người nào đó, thì mình cho người đó. Còn nếu mà không không hữu duyên đó, thì mình để đó, khi khi nào mình gặp người nào cái mình khổ cái mình cho người đó, cho xong rồi cái mình gì mình nhắn lên bà con là đã quay phim lên, cho xong rồi thì mình tiếp tục mình vận động trước vào cái quỹ đó nữa, vận động trước vào cái quỹ đó nữa thì đủ 2 triệu trở lên thì gặp hoàn cảnh khó nào đó thì mình cho về xong cái mình vận động trong cái nhóm mình thôi đó. Thì để sẵn lúc nào cũng cho xong người vận động xong để sẵn vậy trong cái quỹ đó. Nhưng mà 1 tháng á, nếu mà nó hữu duyên á, thì 1 tháng một một lần, còn nếu mà nó không gặp hoàn cảnh thì 2 3 tháng gì đó, 5 6 tháng gì đó, tùy tùy duyên các bạn. Mình cũng học theo nhà Phật thì tùy duyên. Dạ thì cảm ơn bà con đã lắng nghe và mong bà con hiểu cho Phương. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật.